chạy máy xăng nè, nguyên bộ dàn máy xăng nó gọn nhẹ đỡ ồn nè. Đây, muốn không muốn chạy máy xăng này chạy. Giảm tốc nữa chạy chạy thoải mái lắm. Nó dành cho máy xăng cũng được nữa nè, máy gì cũng được. Gắn vô chạy thôi. Cái máy này có 1 triệu 8 với cái kia 2 triệu rưỡi nữa là đâu bao nhiêu? 4 triệu 3. 4 triệu 3 bộ này nè. Máy xăng thì tất cả máy đều xài được. Nhưng sao đúng là xài thôi, dễ nè. Đẹp ạ. Máy xăng này thì bà con xài thì lúc nào cúp điện tạm thời thôi, xài cũng ngon, khỏi cần máy dầu cực khổ, gọn nhẹ. Cúp điện này quất này lên chạy. Giảm tốc. Chế gì chế. Em quay cái này manh cho em, nó mấy vòng rồi. Em quay em vô số manh. Quay này đâu, quay này. À, vô thử em. Em đè. À. À, đúng không? Ừ, nó một số một mo hả ta? À, với đó một số với một mo nha. Số một số tới mo thôi rồi. Cắt số với có máng số thôi. Rồi. Ok. Nguyên bộ này 4 triệu 3 nè. Có này có không? Không, cái này có cái này. Rồi.